tưởng ngày Việt mình luôn hả? cái nắp này mình tháo gậy ra được không? Phải là đại nó chứ. Anh muốn cần thì anh đổi cho anh cái khác cho nó gọn hơn. Chứ này hơi gồ ghề chút. Dạ, thì đa số phải bỏ ra. Tôi nói nhẹ ăn được cả chục ký. Nhưng mà được giảm tiền lại nữa. Em lấy này lại thì em sẽ giảm tiền cho anh. Chứ không phải là lấy không, thì kịp không? Còn anh muốn đem gì thì đem. Tại vì tháo ra thì em phải bắt cái miếng sắt khác, dùng cho anh bắt cái đề vô. Dạ. Con đi coi nè, ví dụ không có gì cứ chuyển khoản lên con chuyển khoản tiền đó. Dạ. Không, anh cứ gửi em chút đỉnh thôi. Thì chừng nào tụi nó giao máy anh trả thì nó luôn, đưa tụi nó luôn được anh. Dạ. Ba cái máy xe, hai cái máy xe. Dạ. Dạ, lắm cũng vì nó đề nó mỏi rồi. Nếu mà anh chạy, em nghĩ anh chắc khỏi thằng bị chạy cũng được. Anh không chạy thường đó. Rồi, lâu lâu cũng chạy lọt rồi. Một cái bình đó anh đầy trăm cái gì hết tiện bình này nhảy lắm cái sạc cũng mặn mát chứ dạ mặn mát đúng rồi đó để sạc chưa nó mất nữa đó giờ cắt kẹo đi giờ tôi cho tôi mua dạ em bán giá anh là giá chính xác anh có thể cũng tham khảo nhiều chỗ là em bán anh đúng giá không mất thành nó cũng bán giá 7-8 triệu thôi, giá 8 triệu hơn 7 triệu thôi. Em biết, mà em biết người nào bán. Ừ, mà nó hay thủ hơn, nó này, cái ông thùng.